Các quan chức ngành ngân hàng Mỹ đang nỗ lực cải thiện tính thanh khoản trong hệ thống tài chính của nước này nhằm giảm thiểu khả năng khủng hoảng tín dụng từng làm tê liệt nền kinh tế hồi năm 2008. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã bỏ phiếu thông qua quy định yêu cầu các ngân hàng lớn phải tăng khoản dự trữ bắt buộc bằng những tài sản dễ bán, trong trường hợp cần có tiền để nhanh chóng trả các khoản vay. Quy định mới yêu cầu các ngân hàng lớn phải có đủ khoản dự trữ bắt buộc để dễ dàng đáp ứng nhu cầu tiền mặt lớn trong vòng 30 ngày. Trong thời gian khủng hoảng tài chính, hầu hết các định chế tài chính quan trọng đều cần một lượng tiền cực lớn trong ngắn hạn để có thể đứng vững được trong lúc thị trường khó khăn. Chủ tịch Fed bà Janet Yellen phát biểu trong một thông cáo, đây là nguyên nhân dẫn đến quy định mới. Nhiều ý kiến chỉ trích rằng luật mới sẽ khiến ngân hàng bị giảm lợi nhuận. Nếu ngân hàng buộc phải tăng khoản dự trữ bắt buộc nhằm đảm bảo thanh khoản trong giai đoạn khó khăn, thì những phần tài sản đó sẽ không thể nào sinh lợi được. Thiếu tiền trả nợ đã khiến cho nhiều ngân hàng lớn như Bear Stearns và Lehman Brothers lâm vào cảnh vỡ nợ. Những ngân hàng lớn của Mỹ đã gặp nạn do những khoản thế chấp không thể bán để có tiền. Thị trường tín dụng trên thế giới cũng bị đóng băng, và điều đó làm nên hiệu ứng domino gây đổ vỡ trên thị trường tài chính. Các nhà quản lý và chính trị gia hy vọng quy định mới sẽ giúp tránh cho nền kinh tế đổ vỡ và tránh cho chính phủ khỏi phải cần đến một khoản cứu trợ cho hệ thống tài chính trị giá hàng tỷ đô la từ những người nộp thuế.